57 độ rồi ạ thưa quý vị. Tay run và ở các đầu ngón tay thì nó hơi bị nhăn. Sức nóng chết người của ô tô dưới trời nắng. Nhiệt độ trong ô tô đóng kín có thể lên tới 50 độ C chỉ trong 20 phút, nếu nhiệt độ ngoài trời là 35 độ C. Vì hiệu ứng nhà kính, tia nắng chiếu vào ô tô sẽ hun đốt bên trong, nhưng cửa kính lại ngăn hơi nóng thoát ra ngoài. Lúc này chiếc xe ô tô chẳng khác gì cái lò nướng. Không gian kính và sức nóng này đến người lớn còn không thể chịu được. Đó là hình ảnh minh họa, còn bây giờ là kiểm nghiệm thực tế. Mời cả nhà theo dõi thử nghiệm của chúng tôi thực hiện cách đây 4 năm. Bác sĩ Phó Đức Thúy sẽ là người mà kiểm soát tình trạng sức khỏe của Xuân Anh để đảm bảo an toàn. Tình trạng sức khỏe hiện nay của tôi đang như thế nào bác sĩ? Hiện tại thì sức khỏe của bạn đang bình thường. Thực tế đang đo được thực tế là khoảng 49 độ C. Sau hơn 20 phút này thì Xuân Anh bắt đầu cảm thấy là hơi váng đầu, tay run và ở các đầu ngón tay thì nó hơi bị nhăn. Đây là bị rối loạn điện giải. 57 độ rồi ạ quý vị. Chỉ trong 30 phút, biên tập viên Xuân Anh đã khó thở, nhịp tim nhanh, mồ hôi túa ra nhiều và rất mệt. Nếu là trẻ nhỏ còn nguy hiểm hơn rất nhiều, vì thân nhiệt trẻ chưa điều hòa được như người lớn, nhiệt độ cơ thể của trẻ sẽ tăng nhanh chóng, có thể gây ra tình trạng sốc nhiệt, mất nước nghiêm trọng và thậm chí là tử vong. Theo nghiên cứu của Viện Nhi khoa Hoa Kỳ, nhiệt độ trong ô tô có thể tăng đến mức gây chết người chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Vì thế, hãy kiểm tra xe thật kỹ trước khi xuống xe để tránh các sự cố đau lòng xảy ra. Một lời khuyên hữu ích là hãy tạo thói quen đặt túi xách, điện thoại hoặc bất kỳ vật dụng cá nhân nào ở ghế sau để chắc chắn rằng bạn không để quên bất cứ điều gì trước khi rời đi.